Nhân xin chào cả nhà, hiện tại là Nhân đang đứng tại đường tỉnh lộ 830. Thì phía trước mặt của cả nhà mình là đi về cái hướng thị trấn Bến Lức. Từ cái vị trí này mình đi hướng thị trấn Bến Lức là khoảng 30 cây là tới thị trấn Bến Lức. Còn cái đường ngược lại là mình sẽ đi về Sài Gòn. Từ đây mình chạy qua chợ Đức Hòa khoảng chừng 300m là tới nha cả nhà. Bây giờ ông Nhân sẽ đi vào dự án Bella Villa. Thì cũng khá là lâu rồi, khoảng 2-3 tháng rồi đó Nhân không xuống. Thì hôm nay là Nhân xuống lại để cập nhật lại cái hạ tầng của cái dự án Bella Villa cho cả nhà mình cùng xem. Hôm nay xuống là thấy khác rất là nhiều rồi. Hồ bơi là được xây chuẩn bị xong. Hồ bơi với lại lớp hao. Thì xung quanh hồ bơi là cái chỗ phía bên kia đó mình thấy đó, là sẽ làm lớp hao là cà phê rồi này kia ăn uống. Còn biệt thự của mình là bây giờ mình thấy là hầu như đã nói đi vào quá trình hoàn thiện hết rồi, và có một cái số lốc là cũng đã hoàn thiện 100%. Đường xá đó mình thấy là bên phía chủ đầu tư vẫn chưa làm, vì cái lý do là còn chở cái những cái vật liệu nặng rất là nhiều, cho nên là mình không có làm cái đường trước được. Nếu như mình làm trước thì xe tải chạy nó sẽ bị hư cái đường hết, thì lúc đó chủ đầu tư phải làm lại một lần nữa thì nó tốn rất là nhiều kinh phí. Bữa nay rất là đẹp nha cả nhà. Giống như cái lốc trước mặt của mình đó, là lúc khoảng chừng 2 tháng trước đó, là chỉ mới đổ tấm thôi, mà bữa nay xuống rồi gần xong hết rồi. Được, nó chưa có đi được. Dự án của mình tại vì nó chưa xong đó, khi mà nó đi vào hoàn thiện rồi thì bên phía chủ đầu tư làm cái cơ sở hạ tầng cho mình đó, thì lúc đó nó sẽ khác. Còn bây giờ mình nhìn nó hơi ngổn ngang một chút xíu. Cái dự án này của mình là tổng là 12 hectare, thì trong đây nó có nhà phố với lại biệt thự luôn, thì khoảng nhà phố biệt thự lại đất nền luôn thì khoảng 600 lô. Thì đa số là biệt thự là nhiều nhất, còn đất nền thì nó khoảng đất nền khoảng rơi khoảng 100 lô thôi, còn nhà phố thì khoảng 50 căn. Cái đường hơi xấu nha, chạy thì nó hơi rung xíu nha cả nhà. Lúc trước thì Nhân có xài cái gimbal á, chống rung á, thì nó đã rung hơn nhưng mà nó bị hư rồi. Mua lại thì nó tới mấy triệu bạc á, cho nên là chưa có mua lại được. Ở phía sau nữa là công ty đã làm cái công viên cho mình rồi nè. Thì nói chung là cũng chưa đâu vào đâu hết, nhưng mà trước mắt là thấy cảm giác là thấy ok rồi, khá đẹp rồi, sạch sẽ. Rồi buổi sáng mình ra đây mình tập thể dục thôi là ok luôn. Rồi còn phía đằng sau này á, phía đằng sau này là khu Tân Đô Tân Đức, thì bên đó là bán đa số bán đất nha cả nhà, bán đất thì mình tự xây lên. Còn bên khu villa này hầu như là nhà với lại biệt thự xây sẵn cho mình.
Thì bây giờ là bên chủ đầu tư đang tiếp tục mở bán những cái căn còn lại của dự án Bella Villa. Thì nhà biệt thự thì cái diện tích là ngang 8x14, một trệt một lầu với lại một cái tum ở trên với lại một cái sân thượng. Thì cái giá là rơi vào khoảng 2.6 tới 2.7 một căn là sẽ hoàn thiện mặt ngoài cho mình như thế này đây. Còn cái mặt trong thì mình giao phần thô, thì bên khách hàng mình sẽ tự làm, tự thiết kế. Thì một căn biệt thự như vậy thì mình rơi vào tầm khoảng từ khoảng 300 triệu. Còn ví dụ như mình muốn làm những cái đồ vật liệu nó tốt hơn thì nó sẽ cao hơn. Ví dụ như mình làm bằng gỗ này kia đó thì cái giá trị chắc chắn sẽ cao hơn. Còn mình làm bằng chẳng hạn như là cửa nhôm, cửa sắt này kia đó thì cái giá rất là rẻ. Nhưng mình đã làm một căn biệt thự rồi thì chắc chắn là mình sẽ làm bằng gỗ cho nó sang trọng. Bên này thì cũng sắp xong hết rồi. Ở đây như cả nhà mình thấy là biệt thự song lập á, tức là hai căn là một. Thì cả nhà mình ai chưa đăng ký video của Nhân thì mình cứ đăng ký kênh, để một lát thì Nhân sẽ đi vào căn nhà phố với lại biệt thự. Nhân sẽ đi vào trong luôn cho cả nhà mình cùng tham khảo á. Tất cả ở đây là mình thấy đều là diện tích khoảng 84-85, và có những cái căn góc thì nó sẽ lớn hơn, chẳng hạn như là ngang 9x15 hoặc là 10x15 thì cái giá cả nó sẽ khác nhau. Và những cái lốc này là nó hoàn thành luôn này cả nhà, nhìn rất là đẹp luôn. Những hai cái lốc này là bây giờ chỉ cần lót vỉa hè với lại tráng nhựa nữa là xong rồi, ok. Wow. Chết rồi. Rồi thì bây giờ là Nhân đã đi hết một vòng rồi đó. Còn những cái đường nhỏ thì Nhân không có vào, Nhân chạy những cái đường chính thôi. Nhân cập nhật sơ lại cho cả nhà mình. Thì ví dụ như ai mình muốn tham khảo dự án thì cứ gọi cho Nhân, số điện thoại trên màn hình hết. Nhân sẽ có xe đưa đón mình tận nhà luôn để mình xuống mình xem dự án. Rồi Nhân xin chào cả nhà mình nha. Cả nhà mình hãy nhớ nhấn nút đăng ký để có thể là xem được những video sau. Nhân sẽ quay ở bên trong nhà phố với lại biệt thự cho cả nhà mình xem. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.